Nguyễn Quang A, kẻ ăn cháo đá bát, phản bội Tổ quốc. Nguyễn Quang A sinh ra trong một gia đình có bố là liệt sĩ, hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, từng được coi là hạt giống của đất nước. Năm 1965, Nguyễn Quang A được nhà nước cử đi học tại Hungary, ngành vô tuyến điện. Sau đó, ông được nhà nước tạo mọi điều kiện để sinh sống và phát triển sự nghiệp, làm việc một thời gian tại Viện Kỹ thuật Quân sự. Chỉ xét về học hàm, học vị và trình độ chuyên môn, có thể thấy Nguyễn Quang A là một người giỏi. Vậy nhưng, đáng buồn thay, cái giỏi này lại không được ông cống hiến cho đất nước. Với tư tưởng đầy dẫy tham vọng quyền lực, muốn thể hiện cái tôi cá nhân, tiến sĩ khoa học này chuyển ngành ra khỏi quân đội. Ngày 27 tháng 9 năm 2007, Nguyễn Quang A cùng 8 nhà nghiên cứu có tên tuổi trong nước gồm Hoàng Tụy, Phạm Chi Lan, Lê Đăng Doanh, Chu Hảo, Tương Lai, Phan Huy Lê, Trần Đức Nguyên, Trần Việt Phương thành lập ra cái gọi là Viện Nghiên cứu Phát triển IDS với tư cách một tổ chức độc lập, vừa là tổ chức mở, phi lợi nhuận, chuyên nghiên cứu những vấn đề liên quan đến chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội. Tuy nhiên, từ khi thành lập, tổ chức IDS này chưa giúp được gì cho nhà nước hay các tổ chức xã hội, mà toàn đi ngược lại quyết định 97 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập các tổ chức khoa học và công nghệ. Trước nguy cơ bị xử lý vì một số cá nhân trong tổ chức có những phát biểu thiếu tinh thần xây dựng, IDS đã tự giải thể, bất mãn với những tham vọng của cá nhân không đạt được. Nguyễn Quang A đã bắt đầu có nhiều lời nói và việc làm cùng với những hành vi tiêu cực chống phá đất nước. Qua nhiều lần chuyển công việc ở rất nhiều cơ quan, cả nhà nước và tư nhân, cùng các hội đoàn, Nguyễn Quang A dần trở thành con buôn kinh tế. Ông khẳng định như thế. Để rồi, sau những thất bại ê chề, vị tiến sĩ chợt nhận ra, trong cuộc sống, đôi khi ta phải biết trân trọng sự hão huyền, hay hoáng mà mình có, bởi ở một góc độ nào đó, nó thể hiện sự lãng mạn của tư duy. Chính cái sự hão huyền hay cái hoáng mất kiểm soát đó mà cuộc đời ông dần trượt dài trên con đường từ một tiến sĩ kỹ thuật trở thành kẻ buôn chính trị. Nguyễn Quang A bắt đầu lê la hết diễn đàn này đến hội nhóm khác, kết bạn với đám cờ vàng, dân chủ, rồi từ đó chuyển sang dịch những cuốn sách hướng dẫn làm cách mạng màu, cách mạng lật đổ nhằm tạo cảm hứng cho các nhà dân chủ chưa nổi trong nước. Dịch rất nhiều cuốn sách mang nội dung kích động, chống phá, nhưng cái tên Nguyễn Quang A chỉ thực sự nổi lên từ năm 2011. Người ta bắt đầu thấy ông có mặt khắp mọi nơi, đầu têu, khơi mào trong các cuộc biểu tình tại Hà Nội và nhiều địa phương khác để chống Trung Quốc, nhưng thực chất là kích động người dân chống phá đất nước, hòng tìm kiếm cơ hội thỏa mãn tham vọng quyền lực và thu hoạch kinh tế. Mùa hè năm 2014, khi chính phủ ra sức đối phó với hành động mang giàn khoan HD981 ra Biển Đông của Trung Quốc nhằm gây hấn với Việt Nam, thì đây lại là cơ hội cho Nguyễn Quang A soạn ra vở kịch mới. Lợi dụng lúc lòng dân sôi sục, khi chính phủ, quân và dân căng mình đối phó với Trung Quốc trên biển, Nguyễn Quang A phát động phong trào No U, dẫn đầu đám đàn em của mình là số kẻ bất mãn, dân oan, một số kẻ ra tù vào tội, biểu tình, quấy rối, đập phá các công ty, doanh nghiệp nước ngoài. Sau lần đập phá đấy, danh tiếng Nguyễn Quang A không những theo đó tăng vụt trên các trang xuyên tạc tình hình Việt Nam như BBC, RFA, VOA, RFI, Việt Tân, Chân Trời Mới Media, mà ông ta còn bội thu lót tay một khoản tiền kha khá. Sau các cuộc cách mạng đường phố, Nguyễn Quang A càng lúc càng lố lăng khi đứng ra thành lập cái gọi là Diễn đàn Xã hội Dân sự, mà thực chất đây là nơi tập hợp những kẻ bất mãn, lưu manh chính trị, tiếp tục chống phá đất nước. Dưới cái tên Diễn đàn Xã hội Dân sự, Nguyễn Quang A liên tục được các tổ chức, cá nhân thiếu thiện chí với Việt Nam ở nước ngoài tài trợ, cho đi du lịch miễn phí trời Tây, kèm theo đó là chuỗi hành động chống phá đất nước.
Điển hình như vào tháng 6 năm 2014, Nguyễn Quang A cùng một số thành viên của Diễn đàn Xã hội Dân sự sang Thụy Sĩ để đòi tự do, dân chủ cho Việt Nam trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm thực hiện âm mưu, bôi nhọ, xuyên tạc hình ảnh tự do, nhân quyền của Việt Nam, hòng muốn các quốc gia khác can thiệp vào công việc nội bộ đất nước. Nực cười thay, Nguyễn Quang A cùng đồng bọn đã bị đuổi ra ngoài và không được mời phát biểu như kịch bản mà chúng cùng nhau tô vẽ. Hay vào tháng 8 năm 2014, nhân dịp Thượng nghị sĩ John McCain sang thăm và làm việc tại Việt Nam đã phát biểu rằng chính phủ sẵn sàng tăng cường hợp tác quân sự với mức độ mà Việt Nam chấp nhận được, sẵn sàng gia tăng trợ giúp Việt Nam để Việt Nam đảm bảo an ninh và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam. Thì Nguyễn Quang Nga lại gửi đến Thượng nghị sĩ cái gọi là bức thư chung của các tổ chức xã hội dân sự với nội dung về hậu quả tiêu cực gián tiếp của việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, gạt phát đi lợi ích kinh tế đất nước cũng như cơ hội để tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, phải kể đến chiến tích Nguyễn Quang A cùng với những cái tên quen thuộc của làng Dân Chủ là Nguyễn Chí Tuyến, Nguyễn Anh Tuấn lặn lội qua Đức gặp Quốc vụ Khanh Bộ Ngoại giao nước này, ông Michaelis, để tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền và yêu cầu Đức can thiệp, không ký EVFTA với Việt Nam. Hành động cõng rắn cắn gà nhà của Nguyễn Quang A đã thể hiện rõ bản mặt của một kẻ không muốn Việt Nam phát triển, chỉ muốn bám chân ngoại bang để thu hút những đồng đô la bẩn. Còn nhớ khoảng thời gian Nguyễn Quang A sang Mỹ tham gia buổi gây quỹ ủng hộ hơn 20 tổ chức xã hội dân sự trong nước và cứu trợ người Việt tị nạn ở Thái Lan của Voice do Trịnh Hội sáng lập, cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố Việt Tân. Tại đây, Nguyễn Quang Nga đã tham dự lễ chào cờ vàng, nghi thức bắt buộc trong mọi cuộc gặp mặt của cộng đồng chống cộng, phát biểu ca ngợi công lao đóng góp cho phong trào dân chủ trong nước của Voice. Có thể nói, dấu ấn ăn mày chính trị của Nguyễn Quang Nga thể hiện rõ nhất khi ông ta dẫn thêm một bước đi nguy hiểm hơn, đó là chống phá kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân khóa 14. Nhờ những đồng đô la từ nước ngoài và tổ chức khủng bố Việt Tân bơm về, Nguyễn Quang A phát động phong trào tự ứng cử đại biểu Quốc hội trong giới dân chủ và bản thân đi đầu tuyên bố tự ứng cử. Biết rõ bản thân dính chàm, không đủ tiêu chuẩn tự ứng cử, Nguyễn Quang A cố đấm ăn xôi, dùng nhiều chiêu trò lòe bịp dư luận và tạo cớ vu cáo chính quyền. Sợ không được ai ủng hộ, trở nên lố bịch trước màn kịch tự ứng cử, Nguyễn Quang A tự vận động bầu cử bằng cách cắp rổ đi xin chữ ký ủng hộ ở khắp nơi với đủ loại trò diễn, ép, van nài, cầu xin. Dĩ nhiên, cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Bản chất thực sự của cái trò mèo thu thập chữ ký của Nguyễn Quang A. Theo đó, người dân tại tổ dân phố 13, phường Gia Huy, quận Long Biên, Hà Nội, nơi Nguyễn Quang A sinh sống, đã vạch trần rằng Nguyễn Quang A rất ít khi giao du với hàng xóm. Việc vị tiến sĩ này có được một số chữ ký của người dân là xuất phát từ dịp đầu năm ông có cùng vợ đi chúc Tết rồi lợi dụng xin xỏ chữ ký ủng hộ. Trong đó có những chữ ký của những cụ năm nay đã hơn 90 tuổi, tinh thần không còn minh mẫn. Cuối cùng, trò tự sướng, tự ứng cử của Nguyễn Quang A đã bị loại ngay từ vòng gửi xe khi bị người dân chỉ trích. Một số người đã quy phục đám cờ vàng ở hải ngoại như Nguyễn Quang A thì không xứng đáng để trở thành đại biểu Quốc hội. Mỗi khi đất nước có sự kiện hay có chính sách, chủ trương nào được đưa ra thì ngay lập tức Nguyễn Quang A đăng đàn, trả lời phỏng vấn, bình luận bàn tròn trên các đài RFA, VOA, BBC, RFI để nói xấu đất nước, con người Việt Nam. Còn trên Facebook của Nguyễn Quang A giặt toàn những bài thông tin chia sẻ, viện mọi cái cớ để chửi bới, thóa mạ chính quyền. Phần lớn các phát ngôn của Nguyễn Quang Nga chủ yếu nhắm vào bôi nhọ, nói xấu, công kích các lãnh đạo đảng và nhà nước, đòi xử lý ông này, bà kia là chính, hay trắng trợn vu khống công tác đấu tranh chống tham nhũng là cuộc đấu đá nội bộ, thành chừng phe phái. Phải kể đến những phát ngôn thiếu muối như tôi không quan tâm Hồ Duy Hải có tội hay không, nhưng phải trả tự do cho Hồ Duy Hải. Ai chống lại NU là kẻ bán nước, tay sai của Trung Quốc. Rồi hết, thách Đảng Cộng sản Việt Nam làm được như Myanmar, đến thách Tờ Báo Quân đội Nhân dân tranh luận với tôi. Bất cứ cái gì, thượng vàng hạ cám, ông ta đều gán cho bộ máy, nhân sự lãnh đạo
Và ngược lại, cái gì dính tới tổ chức NU hay phong trào dân chủ đều là yêu nước. Thời gian gần đây, Nguyễn Quang Nga lập ra cái gọi là Quỹ Lương Tâm, thường xuyên kêu gọi các đối tượng trong và ngoài nước đóng góp tài chính nhằm hỗ trợ cho thân nhân tù nhân lương tâm. Chẳng ai biết được số tiền quyên góp được sử dụng ra sao, giải ngân như thế nào, bởi hoàn toàn không có sự minh bạch trong việc vận động, thu tài trợ và chi tiêu. Qua đây cũng thấy được, nghề dân chủ là nghề hái ra tiền, bởi hết hội nhóm này đến dân chủ khác, thay nhau lập ra các quỹ trá hình. Đáng lý ra, với tấm bằng tiến sĩ danh giá, Nguyễn Quang Nga phải nhận thức được nhà nước quan tâm cho ăn, cho học hành thành tài, thì ông ta phải biết đền đáp công ơn, mang trí tuệ, sức lực cùng tài năng để cống hiến, phục vụ tổ quốc, phụng sự nhân dân. Thế nhưng, vì sự lệch lạc trong tư tưởng, Nguyễn Quang Nga đã tự biến mình thành một kẻ ăn cháo đá bát, quay lưng lại với đất nước, với dân tộc. Khi đã có quá nhiều thành tích trong hoạt động chống phá đất nước, hành trình mà Nguyễn Quang Nga đang đi đã lộ rõ bản chất của một kẻ hằn học và hòng thực hiện thủ đoạn thay đổi chế độ. Sớm muộn gì, những hành vi đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, chống phá, ngăn cản sự phát triển kinh tế của đất nước, Nguyễn Quang Nga sẽ phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật. Nếu tiếp tục điên cuồng chống phá đất nước thì con đường đến với lao tù của Nguyễn Quang Nga sẽ không còn xa. Vậy nên, người dân cần cảnh giác trước những hành động bẩn thỉu của kẻ tâm thần chính trị này, bởi mọi hoạt động của Nguyễn Quang Nga cũng đều có sự thống nhất, chỉ đạo của đám dân chủ trong và ngoài nước.